Đầu thai làm ăn xin. Ông trời, sao lại khắc nghiệt đến thế kia chứ? Già sống đến bằng này tuổi rồi, không ngờ hôm nay phải bỏ lại nơi chôn rau cắt rốn để mà tha hương cầu thực. Thôi bà, mẹ thiên nhiên giận dữ, con người nhỏ bé như chúng ta chẳng thể nào làm khác. Chúng ta cứ đi về phương Nam, nơi ấy thiên nhiên ưu đãi, nắng mưa hài hòa, không phải cực khổ thế này đâu. Nghe nói nơi lánh nạn đường xá xa xôi, cháu còn có con nhỏ, rồi thì biết bao giờ mới tới nơi an toàn đây. Thương thay cho cái số kiếp của mình, cả nhà cả cửa cũng chỉ có bao khoai lang đây để mang theo. Ông ơi, hình như ông đang dắt bao khoai, ông có thể làm phước cho chúng tôi một củ khoai được không? Ờ, cái ông này ở đâu ra vậy? Không thấy tôi nghèo đói có mỗi bao khoai này hay sao mà còn xin? Đã từ hôm qua đến nay chúng tôi chưa ăn được gì rồi, trên đường đi cũng không có bất kỳ hàng quán nào cả. Thôi ông đi đi, thật đen đủi. Thật tình xin ông hãy giúp đỡ. Chịu thôi. Chẳng phải ông vác chiếc bao còn nặng hơn tôi hay sao? Lại đi xin một củ khoai để lấp trống cho dạ dày à? Hay thế này, tôi sẽ đưa cho ông bao ngân lượng, ông bán khoai cho tôi, được không? Đó, đó là cả một bao vàng. Tôi không vác theo làm gì nữa. Xin ông đổi bao khoai của ông lấy bao vàng của tôi. Được, được. Ê, sao không nói sớm, làm tôi. Của ông đây, một bao đầy khoai lang nha. Ông đồng ý đổi cho tôi tất cả số khoai hả? Tôi có mỗi một bao, chứ có hai hay ba bao ở đây, tôi cũng đưa hết cho ông. Lời quá, người đâu mà ngu ngốc vậy, lại đi đổi cả bao ngân lượng, chỉ để lấy cái đống khoai quèn. Mà thôi, chẳng liên quan đến mình, giờ mình phải đi nhanh nhanh bỏ xa hai cha con, kẻo lỡ họ đổi ý đổi lại thì chết. Quái thật, không biết đây là cái chốn nào mà dọc đường chẳng có hàng quán nào để ăn, có cả núi tiền mà cũng không làm gì được. Thôi cố lên, mong rằng đi thêm đôi ba dặm nữa sẽ có quán ăn dọc đường, rồi mình sẽ được ăn thỏa thích. Mình khát quá, đói quá, không thể đi được nữa rồi. Chẳng lẽ mình lại bỏ mạng ở đây cùng với bao ngân lượng này? Mình không cam tâm. Nhìn thấy nhà ngươi ở đây, ta thấy thật đáng tiếc và đáng trách. Thưa ngài, tiện nhân khổ quá à. Con đã chết trong khi đáng ra có thể sống phần đời còn lại sung sướng với bao ngân lượng kia. Đáng lý ra ngươi đã có một cơ hội đối đời, vậy mà không biết nắm bắt, lại thành ra mất mạng. Đúng là ngươi chết vì tiền tài, chim chết vì ham ăn. Ngài nói sao ạ? Ý ngài là... Bà ơi, qua nay tôi không được ăn gì rồi, bà có thể bán cho tôi một ít khoai được không? Tôi có thể đổi cho bà 1/3 bao ngân lượng để lấy 3 củ khoai. Tôi không có nhiều đồ ăn, anh thông cảm cho. Vậy nửa bao ngân lượng này thì thế nào? Bà đồng ý bán cho tôi nhé, tôi xin bà đấy. Anh cất tiền lại đi, cả bao ngân lượng tôi cũng không đồng ý đâu. Trong hoàn cảnh này thì tiền không cũng không thể mua được mạng sống. Già cũng cần số khoai này, xin lỗi đã không giúp được gì. Trong hoàn cảnh cận kề cái chết, tiền bạc dắt lưng không còn là thứ quan trọng nữa đúng không? Thực ra kiếp trước mệnh ngươi chưa tận, số khoai đó ngươi có thể bán một nửa, một nửa giữ lại ăn dọc đường. Cứ gì ngươi lại bán hết? Kẻ tiện nhân đầu óc nông cạn, không có con mắt nhìn xa trông rộng, cũng tại vì số kiếp nghèo quá
muốn đổi giận, cho nên tiểu dân sai kia nhìn thấy đống tiền là qua mắt, mất hết lý trí. Đời tiểu dân thật khổ, sống đã không thể sung sướng, lộc lá chưa được hưởng tí nào, đã phải chết trên đống ngân lượng, thật oan nghiệt mà. Thôi, không nói nhiều nữa. Cũng khá thương cảm cho số phận của nhà ngươi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội được sống sót trở về. Phần đời còn lại, ta bày cho ngươi hai hướng đi. Một là đi hướng có hàng ngàn người cung phụng mình ngươi. Hướng kia là mình ngươi phải hầu hạ hàng ngàn người. Ý ngươi sao? Dạ, tiện nhân đương nhiên theo hướng hàng ngàn người cung phụng mình ạ. Người chắc chứ? Dạ, tiểu dân xin chắc chắn ạ. Lần trước nhất thời suy nghĩ chưa thấu đáo, tiện nhân đã không lường trước được tương lai. Nhưng lần này, ngài đã cho lời khuyên rõ ràng, tiểu dân tin lựa chọn của mình sẽ hợp lý ạ. Ta cho ngươi lựa chọn số phận của ngươi, quyết định thế nào là ngươi chọn, kết quả thế nào chính ngươi tự chịu, ta không thể làm khác. Dạ, dạ con cảm ơn ngài. Đổi đời rồi, con sẽ ghi nhớ công ơn ngài giúp đỡ suốt đời ạ. Số phận là do chính con người quyết định, làn khói mờ ảo. Chà chà, có vẻ đời ta đã đổi sắc, không phải ngắm mái lá mỗi ngày nữa rồi. Không biết ta đang được nằm thưởng thức ở chốn thiên nhiên kẻ hầu người hạ ở đâu, hàng ngàn người cung phụng mình như thế nào đây? Chuyện gì thế này? Tại sao mình lại thành kẻ ăn mày thế này? Đã xảy ra nhầm lẫn gì sao? Diêm Vương, ngài sao lại... Tại sao chứ? Chẳng phải nói có hàng ngàn người cung phụng mình sao? Sao số tôi lại khổ như thế này? Mình cả một đời đói khổ, cứ ngỡ được Diêm Vương giúp đỡ sẽ khác. Nào ngờ lần này xuống đây, ta nhất định phải hỏi Diêm Vương cho ra lẽ việc này. Vì sai lầm của ngài mà khiến cuộc đời ta phải chịu đắng cay thêm mấy chục năm nữa. Dạ thưa, chắc ngài còn nhớ tiểu nhân chứ ạ? Không ngờ ngài là đấng tối cao, vậy mà ngài lại lừa hạng tiểu nhân như con. Này tên kia, biết trước mặt ngươi là ai không mà ngươi dám hỗn láo? Có tin ta nhốt ngươi vào ngục không? Ta nhớ nhà ngươi rồi. Sao lại nói ta lừa gạt ngươi? Về chuyện gì? 30 năm trước, người hứa sẽ cho tiểu nhân số phận được hàng ngàn người cung phụng, nhưng chẳng những không được ai hầu hạ, lão già đây còn phải đi ăn mày. Vì tin theo các hướng đi ngài bày, mà giờ đây lão phải sống kiếp khổ cực cả đời. Quá thật quá bất công. Sao Diêm Vương lại cười? Ngài đang cười vì lỗi lầm của ngài ư? Ta hoàn toàn đúng. Ta đang cười ngươi đấy. Chẳng phải do chính ngươi lựa chọn như thế sao? Thì đúng rồi, hàng ngàn người cung phụng mình ngươi, đó chính là ăn mày. Đừng quán trách ai cả, mà nên trách lòng tham của chính mình đi. Chẳng lẽ nào do tiểu nhân ngu chốt đã không hiểu được ẩn ý sâu xa, lại còn quay lại trách móc ngài? Tiểu nhân muôn phần đang tội chết. Quá tam ba bận, dập đầu cúi lại Diêm Vương cho lão già này được sống như ngài thân tốt đẹp ở kiếp sau. Tốt thôi, vậy ta sẽ lại cho ngươi hai lựa chọn ở kiếp sau. Một là trông giữ núi vàng, hai là trông coi khu đất rộng. Ngươi chọn phần nào? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Núi vàng với khu đất rộng, đương nhiên là núi vàng hơn chứ. Hay là ẩn ý gì đây? Nếu vậy, hãy chọn trông coi khu đất. Không được. Nhưng ta không muốn. Ta muốn nằm trên đống vàng hưởng thụ vinh hoa cơ. Được,
Ta đã có quyết định của mình rồi. Chắc chắn lần này Diêm Vương sẽ giúp đỡ ta. Lão Lục, kiếp này ngươi lại phải nghèo khổ. Tại sao thế thưa ngài? Chẳng phải hắn ta đã chọn trông giữ núi vàng hay sao ạ? Việc trông coi một mảnh đất chính là làm quan to một vùng. Còn trông coi núi vàng trên thực tế chính là giữ một kho thóc. Đứng trước số phận, có người vui vẻ chiến đấu, có người lại khóc lóc gian sinh. Thái độ khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. Cuộc sống vốn chính chúng ta quyết định. Tham lam ngu dốt mãi kiếp sẽ chỉ là con quỷ nghèo, không hơn không kém mà thôi. Công chúa An Tư và mối tình đơn phương. Đại Việt năm 1285. Tướng quân Yết Kiêu, đoàn thiền của chúng ta bao giờ thì về đến thiên trường? Thưa hoàng thượng, với tốc độ chèo thuyền như hiện tại thì chắc khoảng 3 ngày nữa là chúng ta về đến nơi thôi ạ. Giặc Mông Cổ đang hoành hành ở kinh thành, bất đắc dĩ ta mới phải cùng hoàng tộc sơ tán về thiên trường để củng cố lực lượng. Khanh được giao trọng trách bảo vệ đoàn thiền, nhất định không được để xảy ra sai sót đâu đấy. Dạ, thần nhất định sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn. Xin hoàng thượng hãy yên tâm ạ. Được rồi, Khanh hãy đi kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn đi. Vâng, thưa hoàng thượng. Tiểu Thúy, liệu lần này về thiên trường chúng ta còn có cơ hội quay trở lại kinh thành không? Công chúa, chúng ta chỉ là tạm thời sơ tán thôi mà. Khi nào tình hình yên ổn, chúng ta sẽ lại quay về cung thôi. Giặc Mông Cổ mang theo 3 vạn quân sang đánh chiếm nước ta. Ta sợ chúng chiếm được Thăng Long rồi sẽ chiếm cả Đại Việt. Công chúa, người đừng nên lo lắng quá. Hoàng thượng sẽ có cách đánh đuổi chúng mà. Kính chào công chúa. Ngoài trời gió lớn, sông nước lại nguy hiểm, người không nên đứng ngoài này đâu ạ. Người là... Thần là tướng quân Yết Kiêu, phụng mệnh bảo vệ đoàn thiền rồng ạ. Ồ, ngài chính là tướng quân Yết Kiêu với tài bơi lội dưới nước thần sầu như đi trên cạn ư? Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, thật đúng là vinh dự. Đã để công chúa cười chê rồi, chút tài mọn của thần đâu có là gì chứ. Làm gì có chuyện đó, ta nghe mọi người nói ngài rất tài giỏi, có ngài bảo vệ đoàn thuyền thì ta yên tâm rồi. Bảo vệ thuyền rồng là trách nhiệm của thần ạ. Gió đang lớn, công chúa mau vào trong kẻo nhiễm lạnh. Cảm ơn tướng quân đã quan tâm, ta cũng chỉ đứng một chút rồi vào thôi, phiền tướng quân lo lắng rồi. Công chúa, mình vào trong thôi. Ừ, ta đi trước nhé. Vâng, thưa công chúa. Công chúa, có chuyện gì thế tướng quân? Người làm rơi miếng ngọc rồi. Ôi, miếng ngọc của ta bị rơi sao? Cảm ơn tướng quân đã nhặt giúp. Đây là miếng ngọc mà tiên đế đã tặng cho ta trước lúc lâm chung. Đối với ta nó rất quý. Cảm ơn tướng quân nhiều lắm. Công chúa, người lại khách sáo rồi. Tướng quân, hoàng thượng cho gọi ngài ạ. Được, ta vào luôn đây. Thần xin cáo lui. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao đột nhiên con thuyền lại chao đảo như vậy? Tiểu Thúy, công chúa, người không sao chứ? Bên ngoài có chuyện gì thế? Mau đưa ta ra ngoài đi. Nô tỳ cũng không biết, chỉ thấy đám lính kháo nhau là thuyền đang gặp sóng lớn, khó di chuyển thôi ạ. Công chúa nên ở yên trong này cho an toàn. Không được, ta phải ra ngoài xem sao. Con sông này vốn rất hiền hòa, tại sao đột nhiên lại có sóng to, gió lớn như thế? Thần cũng không hiểu. Để thần lặn xuống sông xem sao ạ. Khanh hãy mau đi đi. Là tướng quân Yết Kiêu, sao ngài ấy lại nhảy xuống sông làm gì? Hoàng thượng, người hãy cẩn thận. Nước sông chảy xiết thế này, liệu Yết Kiêu lặn xuống dưới có sao không?
Hoàng thượng, người đừng lo, tướng quân Yết Kiều sống ở dưới nước như trên cạn mà. Hy vọng không có gì bất trắc. Hoàng thượng, tướng quân Yết Kiều lên rồi. Tốt quá rồi. Yết Kiều, khanh lặn xuống đó rồi, có thấy gì bất thường không? Bẩm hoàng thượng, dưới nước có một con giảo lông đang quậy phá nên mới khiến nước sông chảy xiết và sóng to như thế ạ. Giảo lông ư? Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ lặn xuống một lần nữa để giết nó, sẽ không để nó hoành hành ngang ngược nữa đâu ạ. Mau phái một đội quân thiện nghệ ra đây để sẵn sàng viện trợ cho tướng quân. Vâng, thưa hoàng thượng. Ngài ấy tự mình lặn xuống để đánh nhau với giảo lông ư? Công chúa, ngoài này nguy hiểm lắm, nhỡ đâu con giảo lông đó ngoi lên bờ bắt mất công chúa thì sao? Công chúa mau vào trong đi. Tướng quân Yết Kiêu còn lặn xuống đánh nhau với nó, ta có gì mà sợ chứ? Người sợ thì vào đi. Công chúa, người thật là... Bảo vệ hoàng thượng! Giảo lông, vậy Yết Kiêu đâu? Không lẽ ngài ấy bị con giảo lông đánh chết rồi sao? Trời ơi! Bẩm hoàng thượng, thần đã mang đầu giảo lông về rồi, nó không thể quậy phá được nữa, chúng ta có thể yên tâm tiếp tục lên đường rồi. Tốt, tốt lắm, Yết Kiêu, khanh giỏi lắm. Hành cung Thiên Trường. Công chúa, công chúa. Hả, chuyện gì vậy? Công chúa đang nghĩ gì mà nô tỳ gọi mãi không nghe thế? Có phải là đang tương tư không? Người nói linh tinh gì thế? Tương tư ai chứ? Công chúa không cần giấu nô tỳ. Từ sau hôm chứng kiến tướng quân Yết Kiều đánh chết giảo lông trên sông, công chúa lạ lắm. Có phải là công chúa đã phải lòng người ta rồi không? Người nói bậy, ta không có. Thôi mà công chúa, có lần nô tỳ còn thấy công chúa lén viết hai chữ Yết Kiêu lên giấy đó. Người đã biết rồi, người dám trêu ta à? Công chúa, tướng quân Yết Kiêu vừa dũng mãnh vừa oai phong lại chững chạc, người ngưỡng mộ cũng đâu có gì sai chứ. Người thấy thế thật sao? Nếu người thích tướng quân thì hãy đến cầu xin hoàng thượng ban hôn đi. Người là em gái của thái thượng hoàng, là cô của đương kim hoàng thượng, chỉ cần người mở lời là được thôi mà. Làm vậy có được không? Tất nhiên là được rồi, công chúa hãy tin lời nô tỳ đi. Vậy thì ta sẽ đến gặp hoàng thượng, ta sẽ xin người ban hôn cho ta và tướng quân. Tướng quân Yết Kiêu, khanh có đồng ý lấy quận chúa Đinh Lan, em gái của trẫm không? Hoàng thượng, chuyện này là thế nào? Đinh Lan rất ngưỡng mộ khanh nên muốn trẫm ban hôn cho hai người. Trẫm thấy khanh chưa lập gia thất nên chuyện này cũng hợp tình đấy. Trời, thì ra Đinh Lan cũng có ý với tướng quân. Nàng ấy lại còn đi trước ta một bước. Hoàng thượng đã đồng ý gả nàng ấy cho tướng quân rồi, vậy còn ta? Thần xin được từ chối. Ngài ấy từ chối ư? Khanh nói sao? Khanh dám từ chối ư? Khanh có biết được kết duyên với quận chúa là một vinh dự lớn không? Thưa hoàng thượng, thưa công chúa, thần có lý do riêng ạ. Lý do gì? Khanh nói mau. Thưa, xưa nay nhà Trần có tục lệ chỉ người trong họ mới được lấy nhau. Thần là người ngoại tộc, làm sao có thể sánh duyên cùng quận chúa được ạ? Quả là có tục lệ đó, nhưng điều đó thì có khó gì. Trẫm sẽ đổi họ của khanh sang họ Trần, như vậy là được thôi mà. Thưa, thần chính vì không muốn đổi họ nên mới từ chối ân điển của người đó ạ. Xin hoàng thượng tỏi nguyện cho. Khanh! Hoàng thượng, hắn dám chống lại lệnh của người, đó là phạm tội khi quân. Người hãy chém đầu hắn đi ạ. Yết Kiêu, khanh nghe rồi đó, phạm tội khi quân sẽ bị chém đầu. Khanh có muốn rút lại lời từ chối của mình không? Cái gì? Chém đầu ư? Dù hoàng thượng có xử tội chết thần, thần cũng kiên quyết không đổi họ ạ. Người thà chết cũng không chịu lấy ta ư? Đáng ghét, người làm ta thật mất mặt. Ta không muốn nhìn thấy người nữa.
Không biết hoàng thượng có xử tội chết cho tướng quân không nữa. Công chúa, sao người lại đứng đây một mình thế? Tướng quân, người không sao chứ? Người có bị chém đầu không? Ta xin lỗi. Ta lỗ mãng quá. Công chúa, thần không sao. Nhưng sao người lại hỏi thần như thế? Vừa rồi ta đến gặp hoàng thượng thì tình cờ nghe thấy câu chuyện của ba người. Ta... Ra là thế. Công chúa yên tâm, hoàng thượng của chúng ta rất anh minh, người không vì chuyện đó mà làm khó thần đâu. Huống hồ là xử tội chết. Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà ta có điều thắc mắc muốn hỏi. Vì sao tướng quân lại từ chối Đinh Lang thế? Không đơn giản vì lý do không muốn đổi họ đâu đúng không? Có phải là ngài đã... Không giấu gì công chúa, thần đã có ý trung nhân rồi. Thì ra là vậy. Hèn gì tướng quân lại dám từ chối một người xinh đẹp như quận chúa Đinh Lang. Ta lại mạo muội hỏi tướng quân, người con gái nào có diễm phúc được tướng quân để mắt đến thế? Người đó đã không còn trên đời này nữa rồi. Sao cơ? Người đó không còn ư? Tại sao thế? Chuyện cũng xảy ra cách đây rất lâu rồi. Nàng tên là Vân, con gái của một ông lão lai đò. Ngay từ lần đầu gặp nàng, thần đã cảm mến trước người con gái tài sắc vẹn toàn ấy. Dần dần nàng cũng có tình cảm với thần. Cả hai quyết định đi tới việc thành lập gia thất. Nhưng một ngày đó, nàng ấy đã không tiếc tính mạng mình, lao ra đỡ mũi tên cho thần trong một trận đánh, rồi chết trên tay thần. Kể từ giây phút đó, trái tim thần cũng đã chết theo nàng rồi. Thần tự thề với lòng rằng cả đời này sẽ không bao giờ yêu người con gái nào khác ngoài nàng. Thì ra là vậy. Giờ thì ta đã hiểu rồi. Tướng quân đúng là một người chung tình, trọng nghĩa, thật đáng nể trọng. Cảm ơn công chúa đã hiểu cho thần. Giờ thần có việc phải đi rồi, xin được cáo từ. Lòng chàng đã nguội lạnh từ lâu. Vậy thì tình cảm của mình cũng nên chôn chặt trong tim mà thôi. Thưa hoàng thượng, Thăng Long báo về, tướng quân Trần Bình Trọng đã hy sinh ở bờ sông Thiên Mạc. Các tôn thất Trần Kiện, Trần Long và hoàng thân Trần Ích Tắc đều đã quy hàng. Chỉ e bọn chúng sớm muộn gì cũng đánh đến đây. Ta đã phái Đỗ Khắc Chung đi sứ để làm chậm tốc độ tiến quân của bọn chúng. Đã có tin báo về chưa? Bẩm hoàng thượng, vẫn chưa ạ. Chúng ta đúng là đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Cần phải một thời gian nữa mới có thể củng cố được lực lượng, tổ chức chiến đấu. Bởi vậy, điều cần nhất bây giờ là trì hoãn sự tiến công của chúng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ạ? Anh hùng không qua ải mỹ nhân. Ta nghe nói thái tử Thoát Hoang, con trai của Hốt Tất Liệt, là một kẻ rất mê gái. Liệu chúng ta có thể dùng mỹ nhân kế được không? Ý hoàng thượng là cầu thân ư? Phải, dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Hiện tại trong triều của chúng ta chỉ có công chúa An Tư và quận chúa Đinh Lang là đến tuổi thành thân. Chẳng hay hoàng thượng đã chọn được vị công chúa nào chưa? Ta cũng đang phân vân đây. Đinh Lang vốn bướng bỉnh, tính tình lại kiêu ngạo, chỉ e nó không chịu. Vậy chỉ còn lại An Tư công chúa thôi ạ. Ta sẽ đích thân nói chuyện với hoàng cô. Sao cơ? Gả sang nước Nguyên để hòa thân ư? Hoàng cô, trẫm cũng không muốn như thế. Nhưng tình thế đất nước hiện giờ rất nguy cấp, chỉ có hoàng cô là giúp được thôi. Dù sao thì chuyện của mình với tướng quân Ý Kiêu cũng không thành, ở lại đây cũng chỉ thêm đau lòng. Thôi thì mình hy sinh vì đất nước còn có ý nghĩa hơn. Hoàng thượng, nếu đã như vậy thì ta nguyện góp một phần công sức bé nhỏ này cho Đại Việt. Mọi chuyện tùy hoàng thượng sắp xếp. Hoàng cô, ta biết việc lần này rất khó khăn cho cô. Cô cũng hãy cẩn trọng. Ta biết, lần này không chỉ đơn thuần là cầu thân, mà thực chất là kế hoạch hoãn binh của quân ta. Ta sẽ là mật thám, mang những tin tức quan trọng về cho Đại Việt. Hoàng cô hiểu được như thế, trẫm rất cảm kích. Hoàng cô chính là công thần lớn nhất của Đại Việt. Nhưng ta có một điều kiện, không biết hoàng thượng có đồng ý không? Hoàng cô muốn gì? Xin hãy nói. Ta muốn người cho tướng quân Ý Kiêu làm cầu nối, đem những tin tức ta thu thập về nước. Không thành vấn đề,
Trẫm sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đa tạ hoàng thượng đã toại nguyện. Tướng quân, ngày mai ta phải lên đường sang nước Miên rồi. Có thể ta sẽ không bao giờ quay trở lại Đại Việt. Sự hy sinh lớn lao của công chúa, toàn thể Đại Việt sẽ vô cùng cảm kích. Thần dù có phải hy sinh thân mình, cũng nguyện đem những tin tức mà công chúa thu thập được về nước nhà một cách an toàn. Tuy rằng chúng ta gặp nhau chưa lâu, nhưng cũng gọi là có duyên. Ta có vật này muốn tặng cho tướng quân, hy vọng tướng quân không chê. Tặng cho thần ư? Đây là bông lan đá, tướng quân hãy giữ lấy làm kỷ niệm. Ta hy vọng tướng quân sẽ không quên ta. Công chúa, người bảo trọng nhé. Ngài cũng bảo trọng. Tạm biệt. Tạm biệt Đại Việt, tạm biệt tướng quân. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Công chúa, xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng thế? Nô tỳ vừa nghe binh lính nói thái tử vừa bắt một tên nội gián nước Nam, nghe tả lại thì rất giống tướng quân Yết Kiêu. Sao cơ? Tướng quân Yết Kiêu bị bắt rồi ư? Ta phải đi xem chàng thế nào mới được. Công chúa, người đừng xúc động quá. Nô tỳ nghe nói thái tử cũng không biết hắn là ai, nên định gọi công chúa đến nhận diện đấy. Nô tỳ nghe tả thì thấy giống tướng quân thôi, nhưng cũng không chắc. Trời ơi, Yết Kiêu đã sơ hở mà bị bắt ư? Ta lo lắng quá. Thái tử thoát khoang muốn ta tới nhận diện ư? Vì công chúa cũng biết không ít các tướng quân của nước Nam, nên thái tử muốn hỏi xem đó là người nào. Công chúa phải hết sức bình tĩnh. Ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ không để chàng gặp nguy hiểm đâu. Ta sẽ kiềm chế. Thái tử, người cho gọi thiếp ạ. Nàng đây rồi, nàng thử nhìn hắn xem có biết hắn là ai không. Ngẩng mặt lên. Muốn chém hay muốn giết tùy các ngươi. Ta là gián điệp nước Nam đấy thì sao? Các ngươi biết thì đã sao chứ? Ta mà thoát khỏi đây thì các ngươi sẽ biết tay ta. To gan, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám buông lời ngông cuồng ở chốn này? Dám đột nhập vào doanh trại của thái tử thì tội đáng muôn chết. Ngươi nghĩ ngươi thoát được hay sao? Công chúa, nàng có biết hắn là ai không? Chắc phải là một vị tướng nào trong triều chứ. Dù hắn là ai thì cũng đáng tội chết. Chàng hãy xử tử hắn đi. Nàng không muốn cầu xin cho hắn ư? Dù sao hắn và nàng cũng là người nước Nam mà. Thiếp đã lấy chàng rồi thì là người của chàng. Hơn nữa, hiện giờ hai nước đang kết giao rất tốt. Hắn lại trà trộn vào đây, chắc hẳn là có mục đích xấu. Vậy thì giết hắn cũng đáng mà. Tốt, đúng là ta đã không chọn nhầm nàng. Người đâu, mau mang hắn ra chém đầu. Khoan đã, hôm nay là ngày giỗ của mẹ thiếp. Thiếp không muốn chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy ở đây. Chàng hãy mang hắn vứt xuống sông Hoàng Hà, cho cá ăn thịt là được rồi. Vậy sao? Hôm nay là ngày giỗ của Nhạc Mẫu ư? Được, ta chiều theo ý nàng, dứt hắn xuống sông là được chứ gì. Tạ ơn thái tử. Nhờ kế của An Tư công chúa, Yết Kiêu đã thoát khỏi vòng vây của quân địch một cách thần kỳ. Kể từ đó, nàng cũng mất liên lạc với Yết Kiêu và đành chôn chặt mối tình đơn phương trong lòng. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.